Hello và xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Game Action. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục ngày thứ ba với con tướng mới nhá. Hôm nay thì mình không biết là sẽ có những con tướng gì mới. Và bây giờ thì mình sẽ vào test xem nó như thế nào. 6 người rồi, 7 người, 8 người. Hai người kia sẵn sàng đi bạn ơi. 9 người. Uy tín 100%. Có tuyển 10 người rồi. Đây, có Butterfly đây rồi. Mình sẽ test thử Butterfly xem sao. Vì thấy nhảy khá kinh. Để đi rừng. Quá luôn. Cho tao Butterfly đi cậu ơi. Rồi, lần đầu tiên mình chơi Butterfly. Xuân nữ ngổ ngáo này. Thủy thủ này. Tin nữ công nghệ này. Nữ quái nổi loạn. Ui. Ui, đẹp thế. Mình bắt đầu đọc nha. Nội tại là hạ gục hoặc phụ sẽ làm mới toàn bộ thời gian hồi chiêu, đồng thời giúp nhận lại 15% máu đã mất. Vung kiếm theo hình vòng cung, gây sát thương lên kẻ địch lân cận, đồng thời làm chậm 5% tốc độ của nạn nhân. Phóng kiếm chớp nhoáng gây sát thương lên những kẻ địch theo đường thẳng, đồng thời Butterfly được tăng 50% tốc độ đánh. Đột kích kẻ địch có lượng máu thấp nhất từ phía sau, gây sát thương vật lý, đồng thời Butterfly được tăng 60% miễn thương và 50%. Nghĩa là con nào thấp nhất nó sẽ nhảy vào mồm con ấy. Wow. Ui. Nghĩa là con này mà nó nhảy được tất, nó nhảy được vào con nào mà chết rồi ấy, gần chết ấy, nó nhảy mà nó giết được một cái thì nó sẽ tiếp tục hồi chiêu và nó sẽ nhảy phát nữa, nó nhảy liên tục. Vậy là Butterfly khá giống với Katarina trong Liên Minh Huyền Thoại. Và bây giờ mình sẽ được thử cái con Butterfly này, không biết là nó có khỏe không, mà mình cũng chưa chơi bao giờ. Bên mình có Toro, Butterfly, Lydis. Lydis hình như là anh em bảo là nghe giống Yasuo thì phải. Hình như Atriss mới là giống Yasuo. Thulen, Van Hel, Phoenix, Lữ Bố, Atriss, Van Hel và Triệu Vân. Vậy là mình sẽ đi rừng với cả Phoenix, nhà thám hiểm. Là cái con ném cầu gai đấy. Ném cái Bola. Còn Butterfly thì mình không biết như nào. Hai đứa đi rừng à? Butterfly đâu đi được top đâu. Mình thích đi rừng. Mình thấy mọi người đều đi rừng con Butterfly mà. Rồi. Okay. Con này không có mana cơ. Là tuyệt vời. Đây. Chém đây. Chém đây. Wow. 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 Bot không ai đi à? Ok. Mít hai thằng luôn. Tuyệt vời. Anh em đợi mình, thấy mình tăng cái độ sáng màn hình lên đấy. Ok. Bịt ngay mà, first blood, Toro chết queo luôn. Trời ơi. Cái này tăng tốc đánh này. Tờ bot không phải ấy là tờ xuống farm bot vậy. Farm bot càng tốt. Mình tranh thủ farm tí mình gánh team. Ấy Triệu Vân này. Triệu Vân này. Triệu Vân. Ôi sao con Butterfly đam to nhở. Anh em nhìn mình chém con chim này. Chết mỡ, Van Helsing sinh rồi. Okay. Mình qua cấp rừng bọn này thôi. Ai Triệu Vân này. Tao lại sợ mày quá, tao lại sợ mày quá, tao lại sợ mày quá. Mày làm sao? Làm sao? Làm sao? Úi xổi ôi. Chú lại đùa anh. Quá đơn giản luôn. Mình chạy ủi ôi, Phoenix khỏe thế. Phoenix đã 3-0 rồi. Nghĩ làm sao mà ăn được nó ra. Rồi, ngon rồi. Mình cứ farm dưới này thôi. Mình cảm thấy con Butterfly này đi chơi rất là đám rất là to luôn. Mình cảm giác như vậy. Sao nó có trưởng lao vào ta. Mình đọc nội tại cái đâu thấy đâu. Đột kích. Mình thấy nó có trưởng. Liêu liêu ra đây mày.
giờ đây em ơi, về ăn cục máu cái, xong rồi không biết có đánh được nó không. Chúng ta sẽ chờ xem nó level, nó level mấy giờ, level 3 thì phải. Nó đâu rồi? Nó level 4 rồi. Ôi té, chết té. Mình sẽ thêm thương quyền phá trước. Con Phoenix nó 4-0 gì kìa anh em. Anh em chơi kiểu gì vậy? What do you mean? Trời ơi, anh em phi qua có mỗi Toro ăn với cả ấy thế này. Ok. Mình thích, mình cảm giác cái con Thu Len nó đang gánh tem, double kill rồi. Cái gì? Cái gì? Ôi trời ơi, anh ơi, anh ơi. Anh ơi. Mày quá. Ý. Về thôi. Biến về nào. Toro xuống rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục cuộc công cuộc đi ganh. Nói chung là con này phải đi ganh cơ. Chứ không đi linh tinh là mình sẽ bị sấp. Chơi đi em ơi. Gì vậy men? Thôi chết tôi rồi. Mẹ, thằng Triệu Vân nó lên bất chợt quá. Trời đất ơi, thằng Triệu Vân nó lên bất chợt quá, mình không để ý. Ôi trời, sao con Phoenix truyền thuyết rồi cơ. Thôi thua rồi. Con Phoenix truyền thuyết con chị rồi. Nó truyền thuyết rồi. Đậu phụ. Nó 3.500 tiền rồi. Thì nó gánh tem cho mà xem. Mình lên mình quất thằng Lữ Bố xem được không nhá. Hiếu bóc cả, hiếu bóc cả, hiếu bóc cả. Đúng rồi, stun đi, stun đi. Tốt quá nhở. Đi điều và điều gì cũng chọc chết tôi. Thằng nào chết vậy? Hay quá nhở. Ôi ôi ôi. Thằng Van Helsing đang đánh thì nó chạy mất. Đùa. Are you kidding me? Ơ con Toro mày bị dở hơi à? Chả xong quay lại luôn ý. What the fuck? What the hell is that? Mẹ. Thằng Van Helsing trên top nó lên max AP. Rồi trận này xác định rồi. Đậu phụ. Trận này xác định rồi anh em ạ. Mình đã xác định trận này là chúng ta học chơi Butterfly thôi, chứ chúng ta không thể thắng được vì team quá đần độn. Mình cũng muốn gánh tem lắm, nhưng mà chúng ta không thể. Thôi chết tôi rồi. Mịa con này nó khỏe quá. Mịa nó còn lên được cái kiếm Phoenix cơ. Kiếm Fanny. Chịu luôn. Thôi. Cũng tưởng được để con Phoenix nó 8-0 ạ. Tôi không đỡ được các ông luôn. Quá pro. Nhưng mà thằng này nó khỏe nhỉ. Mình vẫn hy vọng anh này gánh tem. Anh ấy đang khai thác từ Lữ Bố và Atris. Thôi mình đi theo mình AKS vậy. Chứ mình cũng không có muốn. Rồi lại chết con nó chết rồi. Bèm bèm bèm. Bèm bèm. Ok. Bèm bèm bèm. Shut down ngay. Bèm bèm. Đi chung em ơi, team mình lợi hơn mà. Chọt nè. Đi
chung đi bạn ơi. I need đi chung. Đây rồi. Rồi, chấm dứt ngay. Chơi nó. Cái thằng Toro mày bị ngu à? Thề luôn ấy, thấy nó rồi, ông Toro ông đi qua như một vị thần, kiểu hờ hững trước sức mạnh của đối thủ ấy. À, hay quá, thằng này bị ngáo rồi. Thề luôn anh em phải thấy một sự ức chế của mình không hề nhẹ luôn khi thấy thằng Toro nó đi qua mặt mình. Nó bảo hello, xin chào, tao đi qua mày thôi chứ tao không giúp mày đâu. Và cuối cùng mình chết sấp mặt. Quả ấy mà nó hút là mình ăn rồi. Nhưng mà team cứ đi chung này làn đấy anh em ạ. Mình chỉ phải đi farm cái. Team đang đi chung với nhau rồi. Đúng rồi, choáng lưỡi bố rồi. Chết ngay lập tức. Vậy chúng ta có cơ hội ăn rồi, yên tâm anh em ạ. Có cái này dùng trưởng phát là bay vào luôn à? Đồng thời tiếp cận, mình dùng trưởng này phát là mình bay vào luôn. Bây giờ mình biết đấy. Nó lên nè, nó lên nè, chơi nó. Chơi nó. Cái thằng điên này. Nó sao khỏe vậy? Ui, thằng Triệu Vân nó 42 ạ. Hay quá nhờ. Hay quá nhờ. Tuyệt vời, Van Helsing cứu. Ôi, mời, mời, mời. Đúng rồi. Chơi đoán mày. Chơi đoán mày. Không sao, mình nhảy vào, mình ăn, mình cứu, mình gây sát thương là được rồi. Hay quá, nhưng mà nó ném boomerang đau thế. Ui, 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 nó ném boomerang kìa. Ui, 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 ui. 13-1. Nó phun đồ rồi. Trời ơi, làm sao để thắng đây? Một sự khó không hề nhẹ luôn. Nó phun đồ rồi. Nhưng mà team nó có mỗi nó gánh thôi. Còn team mình chia đều. Team nó có đúng con Phoenix là gánh tem. Còn đâu là mình có thể ăn được. Và mình tin trận này chúng ta sẽ đi chung cùng với nhau để chúng ta sẽ chiến thắng. Nhưng mà cũng đi con Butterfly nó nhảy nhanh ấy nhỉ. Mình đi mình nhảy mấy thằng kiểu Lưu Bố hay Atrix thôi. Cho nó vui. Kiếm đồ, kiếm tiền. Ây, mất bù đỏ rồi. Mất mưa kinh công luôn. What the. Ôi ơi, con Atrix này, Atrix này, Atrix này. Atrix này. Chơi bạn đây. Ui, chết rồi, mình bị phê mai phục. Má, mình dính ngay mai phục ạ. Mình phải giết con Phoenix trước. Giết con Phoenix trước là thắng. Làm gì đây? Các bạn chỉ cần giết Phoenix trước là thắng thôi. Ủa, lúc ấy mình nhảy vào con Van Helsing rồi mà con Van Helsing vẫn thoát được vì nhờ con Phoenix nó đứng ở trên nó đánh. Mà tại sao con Phoenix này lại khỏe như vậy? Mình không hiểu luôn. Một sức khỏe không hề nhẹ mà mình phải lên tanh rồi. Thôi bạn ơi. Nó cân cả hai này. Trời đấy mày. Ok kìa. Ui, một hit nữa kìa. What the hell? Thật sự luôn ấy. Thôi thua rồi. Con Phoenix nó khỏe quá. Chịu luôn, bó tay. Ok. Mình đã thua. Thì để ủng hộ mình làm tiếp clip tiếp theo. Vì ngày thứ tư chưa liên quân thì anh em đừng quên nhấn like, comment ngay phía dưới và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Xin chào và gặp lại anh em trong những video lần sau.